Chung kết Miss Universe, Khánh Vân diện bikini đỏ bùng xóa, body xịn sò, thần thái không có đối thủ. Khánh Vân đã có màn thể hiện xuất sắc tại chung kết Miss Universe 2020. Sáng ngày 17 tháng 5, theo giờ Việt Nam, chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Universe 2020 đã chính thức được diễn ra. Nguyễn Trần Khánh Vân tiếp tục có màn khoe tài cắt toát trên sân khấu và đốt mắt khán giả bởi những đường cong nóng bỏng. Được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ, đại diện Việt Nam Khánh Vân đã có màn trình diễn trọn vẹn, đầy tự tin và gần như không hề thua kém đối thủ nào trong đêm thi quan trọng này. Trong chặng đua cuối cùng này, Khánh Vân xuất hiện với bộ bikini màu đỏ rất hợp với làn da trắng ngần của người đẹp. Đại diện Việt Nam có những bước cắt toát huyền chuyển, chuyên nghiệp và đầy cuốn hút. Với thần thái tự tin, đại diện Việt Nam đang được đánh giá sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi năm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.